Rồi, xin thân ái mến chào đó các bạn nha. Thì tiếp tục hôm nay bên xưởng tuyển của anh Minh Hiền mới vừa hoàn thiện xong một cái bộ máy và dàn cầu nghe anh em. Này con cua ta mặt nhện, cua ta 4 nha bạn. Dàn cầu thì rất là dày luôn ha. Anh Hiền anh đi đường nước bằng ống 27 rất là dày luôn. Nói chung là dàn cầu là rất là dày luôn anh em. Dàn cầu này thì bao anh em luôn ha. Dàn cầu quá đẹp, bán trọn bộ nghe anh em. Giờ dàn cầu thì quá xịn anh em thấy không? Rất là đẹp luôn ha. Dàn cầu dày các bạn, ống mà ống 27 không à, ống lớn. Chạy nhiệt rất là tốt, với kiềm dàn cầu mình nó chắc, chạy không bị ung lắc ha. Đây, bách kẹp là bách dày không. Có chứng dịch đầy đủ luôn nha các bạn. Chứng dịch và cánh nhỏ nha, dịch inox luôn. Vậy anh em mình chỉ đặt vỏ đãi sử dụng thôi. Này thích hợp cho anh em mình chạy vỏ 8m1, 8m3, 9m2. Nói chung cái dòng Kuta này thì xác nó nhỏ các bạn, nhỏ 4T. Bởi anh em mình chạy mấy cái vỏ mà 8m1, 8m3 đó là anh em chạy rất là đạt luôn ha, rất là tốc độ cao. Tại vì cái xác nó nhẹ ký hơn cái dòng Yamaha 4T các bạn, nhỏ hơn, công sức nó lớn nhưng mà cái xác nó nhẹ. Bởi vì anh em mình đặt vỏ 8m3 vẫn được ha, 8m3 là anh em chạy mình tốc độ rất là cao luôn á. Đây, Kuta mặt nhện này V1405 nha bạn, lòng 76 ly. Đây, V1405 này lòng 76 nha bạn, lòng 76 ly nha. Nói chung là anh em mình chạy vỏ 8m3 với 8m1 rồi đó, chạy là tốc độ là rất là khủng luôn á. Tại xác nó nhỏ chạy rất là êm. Anh em đặt vỏ 9m2 chạy được nha. Mà hợp nhất là anh em mình chạy tốc độ cao là anh em chạy vỏ 8m3 là ngon luôn. Hoặc là 9m2 lái nhỏ, 9m2 mà anh em chạy lái phong m2 đó, chạy con này là ngon lành luôn. Tại vì cái xác nó rất là nhẹ nha bạn. Chạy vỏ 9m2 lái m2 là chạy là ok luôn á. Giá cả con này mình cũng sẽ báo trực tiếp lên video để anh em tiện theo dõi ha. Giá cả mình sẽ thông báo trực tiếp lên video luôn, chứ thành tiêu đề. Bán trọn bộ nha anh em. Kuta 4 lòng 76 ly V1405. Dàn cầu với nóc thì xịn sò nghe anh em. Dàn cầu thì rất là dày luôn. Nói chung dàn cầu này thì rất là dày, bảo anh em chạy thoải mái ha. Có chứng dịch đầy đủ. Vậy anh em mình chỉ ghim cái bình đề bình dầu lụm thôi.